mặt là quyền tự do của mỗi người, nhưng chúng ta cần phải biết mặc như thế nào cho đẹp mắt mình, hợp mắt người. Chẳng hạn như khi đi chơi, các chị em có thể diện váy ngắn, mặc áo hai dây, nhưng khi đến nơi nghiêm tịnh như đền chùa, cần phải ăn mặc kín đáo, lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, nhiều người không ý thức được điều đó, vẫn diện những bộ trang phục không phù hợp, thậm chí tới mức phản cảm khi đi chùa, điển hình như cô gái dưới đây. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ những hình ảnh về một cô gái có cách ăn mặc không phù hợp khi tới lễ Phật tại một ngôi chùa ở Bangkok, Thái Lan. Những bức ảnh cho thấy, cô gái mặc một chiếc quần jean ống rộng màu xanh, trông rất kín đáo. Tuy nhiên, bên trên cô chỉ mặc một chiếc áo quay, mà thực chất là một chiếc khăn bản rộng thắt ngang lưng. Chiếc khăn có màu trắng trông khá mỏng manh, thậm chí cô ta còn không mặc áo ngực bên trong. Từ góc chụp phía sau, toàn bộ phần lưng của cô gái bị lộ ra, trông hết sức phản cảm. Do người dân Thái Lan rất tin vào Phật giáo và chú trọng tới các nghi thức liên quan, nên nhiều người không thể chấp nhận được cách ăn mặc như thế này. Những bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều chỉ trích cô gái. Một số người còn tinh mắt nhìn thấy cô gái có một chiếc áo khoác đỏ đặt trên mặt đất, nhưng cô gái cố tình không mặc vào. Khi bị chỉ trích, cô gái lên lập tức xin lỗi và giải thích rằng do cô vội đi làm nên sơ ý quên mặc áo khoác vào và không có ý xúc phạm Đức Phật. Tuy nhiên, cô nàng cũng cho rằng trang phục bên ngoài là quyền tự do cá nhân của mỗi người, lòng thành kính hướng Phật mới là điều quan trọng nhất. Còn bạn nghĩ sao về cô nàng này? Hãy cùng chia sẻ nhé!